Anh. Ngày hôm nay Mỹ Anh quay lại với chúng ta với một video clip để chia sẻ cho chúng ta cái quy trình tiếp theo để kinh doanh online thành công trên trang Facebook cũng như là mạng xã hội. Đầu tiên Mỹ Anh sẽ chia sẻ về 6 cách đăng bài thành công trên trang cá nhân cũng như mạng xã hội nhé. Cách thứ nhất để chúng ta đăng bài thành công đó là chúng ta hãy đăng theo dạng bài chia sẻ cảm nhận của người sử dụng, thì chúng ta sẽ tiếp cận được khách hàng mà chúng ta sẽ không bị khách hàng từ chối ngay từ ban đầu. Bạn lưu ý cái cách thứ nhất này vô cùng quan trọng nhé. Đừng bao giờ đăng theo kiểu rằng là hôm nay tớ bán cái ABC ủng hộ tớ nhé các bạn ơi, như vậy là các bạn sẽ làm cho khách hàng của chúng ta phản ứng lại ngay lập tức rằng là à, con nào nó bán hàng mình không mua đâu nhá. Chúng ta hãy đăng theo hình thức chia sẻ cảm nhận của mình về sử dụng sản phẩm đó, và khách hàng tự động người ta sẽ tiếp nhận những gì mình chia sẻ và người ta sẽ đồng hành và mua sản phẩm nếu như là mình kinh doanh. Được chưa ạ? Rồi, còn nếu các bạn muốn biết cụ thể hơn thì hãy follow và theo dõi tiếp kênh của Mỹ Anh để nhận tiếp những bài chia sẻ sau. Mỹ Anh sẽ chia sẻ nhiều hơn. Cách thứ hai để chúng ta đăng bài thành công trên Facebook cũng như trên các mạng xã hội đó chính là cách chúng ta đăng theo công thức 80-20. 80 ở đây có nghĩa là 80% chúng ta đăng về những bài chia sẻ, những kiến thức hay, những bài học hay, những danh ngôn hoặc là cuộc sống gia đình của chúng ta để cho chúng ta có một cái sự nhịp nhàng trên trang Facebook của mình. 20% còn lại chúng ta mới tập trung vào việc bán hàng. Còn nếu như chúng ta đăng quá nhiều bài bán hàng, khách hàng của chúng ta sẽ rất chán và họ sẽ không ở lại một trang Facebook như vậy. Cách thứ ba để chúng ta đăng bài thành công đó là chúng ta sẽ đăng theo khung giờ vàng. Ở đây khung giờ vàng sẽ khác nhau hoàn toàn trên trang Facebook hay là trên trang Zalo hay trên trang TikTok. Facebook chúng ta có những khung giờ vàng như là từ khoảng 7 đến 8 giờ sáng, khoảng 10 đến 12 giờ trưa, từ buổi tối khoảng từ 7 giờ đến 10 giờ đêm. Còn với Zalo thì chúng ta vào khoảng sáng sớm như là cũng khoảng từ 7 đến 8 giờ sáng. Buổi tối thì chúng ta sẽ muộn hơn, Zalo chat nhiều muộn hơn như là khoảng 8 giờ đến 10 giờ đêm. Còn trên TikTok, đây là một thông tin rất bí mật mà Mỹ Anh mới chia sẻ luôn nhá. Thì trên TikTok thì chúng ta sẽ đăng vào khung giờ vàng là khoảng cỡ 9, 10, 11 giờ trưa. Còn buổi chiều thì sẽ từ khoảng 4, 5, 6, 7, 8 giờ chiều. Đó là khoảng giờ mà chúng ta sẽ có lượt xem và lượt follow nhiều nhất. Là lưu ý nhá. Cách thứ tư để chúng ta đăng bài thành công trên trang Facebook đó là chúng ta phải đăng bài một cách chân thành. Đối với năm 2020 trở đi, chúng ta bán hàng bằng sự chân thành và sự thật. Nếu như các bạn dùng hình ảnh tư liệu như là video clip, hình ảnh livestream hay content mà bạn copy của người khác thì đó là sự không chân thành. Khách hàng của chúng ta sẽ biết ngay lập tức và bạn sẽ mất đi những khách hàng tiềm năng. Bạn hãy làm bằng hình ảnh của chính mình, video của mình, livestream của mình và content mình tự viết. Còn nếu như bạn nào thực sự khó khăn về việc viết content hay là sử dụng hình ảnh hay video clip thì hãy inbox cũng như là theo dõi cho Mỹ Anh. Mỹ Anh sẽ chia sẻ sâu hơn nhé. Cách thứ 5 để chúng ta đăng bài thành công đó là các bạn hãy kiên trì. Đây chính là chìa khóa thành công cho những bạn kinh doanh online. Vậy chúng ta có quy trình để dành cho những người kinh doanh online thành công bao giờ cũng đi theo một quỹ đạo. Ít nhất là từ 3 tháng đầu tiên bạn phải kiên trì đúng đủ đều. Để làm gì vậy ạ? Để bạn truyền thông đến cho khách hàng rằng tôi là Nguyễn Thị Mỹ Anh. Hiện tại tôi đang là một người kinh doanh online trên trang mạng xã hội và tôi muốn mang sản phẩm này đến cho khách hàng. Tôi đang muốn thể hiện điều đó. Vậy bạn phải làm đúng đủ đều để nó đi vào trong tâm thức của khách hàng và khách hàng sẽ trở thành khách hàng của chúng ta. Và cách thứ 6 để chúng ta đăng bài thành công trên trang Facebook cũng như là mạng xã hội đó chính là chúng ta phải yêu nghề. Đây là từ khóa mà Mỹ Anh chia sẻ. Khi các bạn chỉ cần yêu cái công việc trao giá trị hàng ngày trên trang Facebook hoặc là các mạng xã hội khác, khi bạn yêu cái việc đăng bài, viết status, chụp hình và quay video clip cũng như là live stream thì bạn sẽ làm nó một cách từ con tim của mình, thì bạn sẽ mang lại được rất nhiều giá trị cho khách hàng và cho những người xem, thì họ sẽ trở thành khách hàng của bạn khi họ nhận đủ giá trị từ bạn. Vâng, như vậy với 6 cách đó, Mỹ Anh hy vọng rằng các bạn sẽ nhận ra được một vài bài học để giúp cho cái quá trình kinh doanh của mình thuận lợi hơn. Chúc cho các bạn thành công trên hành trình kinh doanh online. Hãy follow và đăng ký theo dõi kênh CEO của Mỹ Anh nhé, để các bạn sẽ nhận thêm được nhiều video clip hướng dẫn cho những người mới kinh doanh online thành công. Hãy cứ follow và theo dõi Mỹ Anh vì bản thân Mỹ Anh là một cô giáo và là một người không có kinh nghiệm cũng như kiến thức gì về kinh doanh. Nhưng cho đến nay Mỹ Anh đã có chung tay với hệ thống hơn 1.000 người và kinh doanh hơn 40 dòng sản phẩm rất thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
chúc cho các bạn luôn luôn sức khỏe và thành công trong công việc kinh doanh của mình. Chào tạm biệt. Nhớ nhấn một nút like và đăng ký kênh YouTube CEO Mỹ Anh nha.